rồi đi từ từ tới đây, từ từ đó rồi. Ngồi vậy là xuống, đó. Ngồi xuống không được. Rồi ngồi thứ đi. Ngồi xuống đây. Rồi tới đó rồi. Dạ. Còn đứng dậy phải chấm như cái chữ của chị này. Rồi, ok. Rồi. Bèm cái đầu ra đừng có gồng. Trọng chí vậy. Nằm xuống. Rồi. Cứ bình tĩnh. Rồi quay mặt qua đây. Đó, xích ra chút xíu. Đó, vậy đó. Rồi nghiêng người ra nhẹ. Đó, mềm ra. Đó. Đó, mềm ra. Đó, cái đừng vậy. Đừng có gồng. Còn bẻ gãy xương là đó vậy đó. Rồi coi chứ cái này như thế đấy hả. Rồi nằm thẳng người ra, thẳng người ra. Đi khó. Rồi, quay đầu rồi đó. Cho bà thưởng thức cái món món mình ngon nhất của thập chỉ Liên Tâm. Em đừng có đứng ở đây quay, đứng qua bên kia đừng đứng qua bên kia. Chị này chị chịu đòn dội thế không? Không có đau đó. Rồi nhà ở đâu lận? Dạ, ở Long An. À, Long An? Dạ. Huyện nào, Thủ Thừa? Dạ, Châu Thành. Châu Thành. Rồi đó nấu rượu nhiều không? À rượu cũng nhiều là bà đen hả? Gò đen. Gò đen hả? Ở nhà làm gì? Dạ, ở nhà. Ờ, tưởng nấu rượu lậu chứ. Ở Châu Thành. Ở Châu Thành là thành phố hả? Ở Bình Du, Trọng Thanh Long. À, Trọng Thanh Long. Mà Thanh Long có dưới ngọt không? À, chắc ăn lông nhiều quá giờ đau lưng tút. Rồi ngồi dậy. Ừ. Sao rồi bấm gì có nghe đau đớn gì không? Dạ, cũng hơi đau. Cũng hơi đau hả? Tại đau quá là cái này bơm bơm nó không có làm được. À rồi hồi nãy là vô đây là cử động gì khó nhất? Dạ ngồi nó đau. Ngồi đau hả? Bây giờ phan đi, đi cho nó thư thái cái rồi bắt đầu lại ngồi nha. Đi đi. Nhích qua cái mông. Vậy đi cái này cong là được rồi. Nhất qua cái mông bên phải chút xíu rồi đi nhanh lên. Đi nhanh trước mặt. Thôi giờ nãy cái này nó đưa ra giờ đi cong thì được thầy. Ừ. Này cong được không phải nhưng mà cái mông bên này bên nó mông bên đau nhiều. Dạ, đau viêm viêm thôi nhưng mà đau dưới tay dưới đây. Ừ, đó là dưới đó. Dạ. Rồi bây giờ bước ra ngồi xuống đứng dậy coi sao. Rồi đứng dậy. Bớt chỏi rồi hả? Dạ cũng bớt chỏi. Bớt chỏi ra, thôi nằm lên đây tôi chỉnh cái xương lại chút xíu. Rồi nằm cứ nằm xuống đi. Quay mặt ra kia. Nằm nghiêng ra. Quay mặt kia là xích ra đây chút. Đó, đúng rồi. Rồi, nằm nói chuyện gì nè. Rồi, đẩy ngay đây. Nha. 1, 2, 3, thêm cái nữa. 1, 2, 3. Rồi quay bên đây. Rồi người nằm nghiêng qua đây chút. Không nằm qua đây nè, nằm qua đây sao đó. Rồi 1, 2, 3 nữa. 1, 2, 3 rồi nằm úp mặt xuống đó. Đó xuôi hai tay xuống rồi xích lên chút. Đó
Oh, you're up here then. Okay. Rồi, ngồi vậy. Việc đời khác rồi đó. Rồi, đi nhanh lên. Rồi, hẳn ra rồi, ok. Rồi, ngon lành rồi. Rồi, bây giờ anh dẹp rồi, dẹp chạy đi. Chạy. Đó, ngon lành. Rồi, chạy tới đây. Rồi, bây giờ quay mặt vô kia kìa. Rồi, ngồi xuống đứng dậy cho ta sợ. Đứng dậy. Ok. Đi dậy. Ờ, rồi, thôi, được rồi. Rồi, được rồi. Hốp đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài. Phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918-133-635, Hà Nội 0326-811-258. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam. Điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.